chào các bạn. Nghĩa vừa mới mở tủ lạnh ra để coi coi bữa nay mình có cái gì mình ăn đây. Thế còn được một khúc bánh mì để trong tủ lạnh. Bánh mì làm Nghĩa nhớ tới một cái món ăn kèm với bánh mì mà rất là quen thuộc với mọi người, ăn rất là ngon. Đó là món sốt marzane. Sốt marzane mà làm cái kiểu giống như ngày xưa người ta vẫn hay làm ở những cái xe bán bánh mì ngoài đường. Người ta đánh một cái tô sốt marzane bự bự, sau đó người ta mới trét lên bánh mì, người ta bán cho mình ăn á. Nếu như vậy thì ngày hôm nay Nghĩa sẽ hướng với mọi người làm cái món sốt marzane này nha. Với lại Nghĩa làm cái món sốt marzane ngày hôm nay không phải chỉ là để ăn với bánh mì không thôi, mà nó còn liên quan tới một món ăn khác nữa. Nhưng mà cái món ăn khác đó thì Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn ở một chương trình sau. Còn bây giờ thì Nghĩa sẽ làm món sốt marzane trước. Và Nghĩa cũng nói luôn với các bạn nha, ăn chay thì có một số người họ sẽ kiêng tất cả những các thực phẩm bắt nguồn từ động vật, giống như là trứng công nghiệp hoặc là sữa, phô mai. Nhưng mà với Nghĩa cũng như là với nhiều người khác thì Nghĩa ăn chay, Nghĩa vẫn dùng trứng công nghiệp, là trứng không có trống á. Cho nên là mọi người cũng đừng có thắc mắc vì sao mà ăn chay mà lại làm cái món sốt marzane bắt nguồn từ trứng này mọi người nha. Rồi bây giờ thì mọi người sẽ cùng làm món sốt marzane với Nghĩa nào. Đi thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ tách trồng đỏ và trồng trắng ra. Sau khi đã tách trồng đỏ ra xong thì bây giờ dùng đến cái cây đánh trứng và đánh cho nó đều lên, cho nó nổi lên. Trong quá trình đánh thì chúng ta sẽ từ từ cho từng giọt dầu ăn vào ha. Các bạn phải đánh liên tục, đánh đều tay, mà đánh theo một chiều thôi, đừng có đánh đảo chiều lại nha. Nó hơi mỏi tay chút xíu, ráng lên. Phải đánh cho đến khi nào mà nó phồng xốp lên, nó mịn luôn. Làm cái món này giống như là mình đang tập gym. Làm xong cái món này chắc chắn là nổ chuột. Nhớ nha, mình vừa đánh mình vừa cho từng chút chút dầu ăn vào và đánh tiếp. Đánh rất mỏi tay nha các bạn. Đánh rất mỏi tay, nhưng mà cố gắng lên. Và mình phải đánh mạnh một chút cho cái trứng nó bong lên. Nếu như mà nhà nào mà có cái máy đánh trứng á, thì có lẽ là sẽ đỡ hơn. Nhưng mà Nghĩ chưa có mua máy đánh trứng, cho nên là hơi vất vả một tí xíu. Đó,
Rồi trong quá trình mình đánh, mình cứ rưới dầu ăn chút vào và đánh lên tiếp. Xong rồi mình sẽ cho một tí muối, một vài giọt chanh vào ha. Đây, cho tí muối vào. Đó, bắt một vài giọt chanh vào. Đó. Rồi, đánh tiếp. Vậy là xong. Thì cuối cùng chúng ta cũng đã làm ra được một chén sốt mayonnaise rất là thơm, rất là béo, rất là ngon. Cái này thì mình có thể mình trét bánh mì mình ăn cũng được ha. Nhưng mà nghĩa làm cái sốt mayonnaise này á là chủ yếu để cho một cái món sau nữa, một cái món mà trong chương trình món chay tôi làm ở tập sau, Nghĩa sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Mọi người hãy nhớ theo dõi kênh của Đại Nghĩa Tấn Phát Official để chờ xem món của tuần sau trong chương trình món chay tôi làm là món gì nha. Chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn và sẽ có sử dụng đến cái chén sốt mayonnaise này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.